Xin chào anh chị và các bạn cùng đến với kênh YouTube của X88, hệ thống nhà đất bất động sản tại Hải Phòng. Ngày hôm nay chúng tôi xin giới thiệu cho quý anh chị một mẫu nhà phố vị trí đẹp nằm ngay tại nội thành Hải Phòng. Nhà có vị trí tại đường Đà Nẵng, quận Hải An, Hải Phòng, với diện tích 60m², 4 tầng bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 3 phòng vệ sinh, phòng thờ, phòng bếp. Mặt trước nhà rộng 4m, ô tô tránh nhau thoải mái, ngõ rộng ô tô đỗ tận cửa. Nhà quay về hướng Tây Bắc, nhà có đầy đủ nội thất tiện nghi, nằm ở vị trí khu dân cư đông đúc, có bảo vệ trông xe cả đêm 24/24. Nhà có sổ đỏ chính chủ, pháp lý minh bạch rõ ràng, căn nhà có giá là 3.850.000.000, có thể thỏa thuận thêm cho anh chị nào thiện chí. Nếu quý anh chị cảm thấy phù hợp với nhu cầu của quý anh chị thì anh chị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916550688 hoặc qua số điện thoại sau 0763374666. Chúng tôi xin nhắc lại cho quý anh chị các thông tin về căn nhà như sau. Nhà có vị trí tại đường Đà Nẵng, quận Hải An, Hải Phòng, với diện tích 60m², 4 tầng bao gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 3 phòng vệ sinh, phòng thờ, phòng bếp. Mặt trước nhà rộng 4m, ô tô tránh nhau thoải mái, ngõ rộng ô tô đỗ tận cửa. Nhà quay về hướng Tây Bắc, nhà có đầy đủ nội thất tiện nghi, nằm ở vị trí khu dân cư đông đúc, có bảo vệ trông xe cả đêm 24/24. Nhà có sổ đỏ chính chủ, pháp lý minh bạch rõ ràng, căn nhà có giá là 3.850.000.000, có thể thỏa thuận thêm cho anh chị nào thiện chí. Nếu quý anh chị cảm thấy phù hợp với nhu cầu của quý anh chị thì anh chị hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0916550688 hoặc qua số điện thoại sau 0763374666. Xin chào và hẹn gặp lại.